Chào cả nhà, Thaily đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái bài tập để các bạn có thể cải thiện được cái form ném của mình. Mình biết đây là một cái vấn đề mà rất nhiều người mắc phải, đó không thể nào duy trì ổn định được cái form ném của mình trong các tình huống trận đấu. Thì hôm nay những cái bài tập này của mình có thể sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đấy. Ok, let's go. Trước khi vào bài tập thì mình sẽ nhấn mạnh lại một điều, đó là ở video này mình sẽ chỉ nói vào các bài tập để các bạn có thể ổn định được cái form ném của mình, chứ mình sẽ không nói nhiều về cách làm sao để có một form ném. Còn nếu như các bạn chưa có form ném cụ thể thì các bạn hoàn toàn thể tham khảo lại cái video mình đã hướng dẫn chi tiết cái động tác ném làm sao cho nó hiệu quả. Thì cái link của video đấy mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả, các bạn có thể xem lại. Ở bài tập đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với cả động tác xoay người 180 độ kết hợp với cả động tác ném. Đây là một bài tập ném mình nghĩ là nó khá quen thuộc với cả mọi người. Tuy nhiên cái bài tập này thực sự nó rất hiệu quả. Ở bài tập đầu tiên này thì chúng mình sẽ cố gắng tập trung vào cái việc giữ thăng bằng. Và cái thứ hai đó là tăng cái khả năng tập trung mắt vào rổ nhanh hơn. Thì bài tập này chúng mình sẽ đứng quay lưng về phía rổ, và sau đó các bạn bật và xoay cả hai chân cùng một lúc để làm sao cơ thể của mình nó hướng về rổ. Nhớ cho mình nhá, hướng về rổ có nghĩa là cơ thể mình nó hướng về rổ theo cái form ném của các bạn, chứ không phải là hai mũi chân các bạn phải hướng về rổ. Có rất là nhiều người cái form ném người ta là hai mũi chân hướng về rổ. Tuy nhiên mình cũng biết rất nhiều người đấy là form ném hai mũi chân nó chếch hơi chéo về một bên của phía rổ. Cố gắng là khi mình ném ở vị trí nào thì tiếp đất ở vị trí đó, ổn định cơ thể hoàn toàn, giữ tay follow through. Sau khi các bạn ổn định được cái bài tập này ở vị trí giữa như ở trong video mình vừa làm, thì các bạn hoàn toàn thể ra những vị trí khác. Và hãy nhớ cho mình là ở bài tập này thì chúng mình nên thực hiện xoay ở cả hai bên, nghĩa là một lượt bên trái, một lượt xoay bên phải. Như thế thì cái khả năng giữ thăng bằng khi người các bạn nó xoay theo cả hai hướng sẽ tốt hơn. Ở bài tập thứ hai thì chúng mình sẽ tập trung vào việc tập luyện vẩy cổ tay. Hầu như tất cả các cầu thủ mà có cái khả năng ném tốt thì đều sử dụng cổ tay là phần gia lực chính khi mà người ta thực hiện cú ném. Các bạn có thể xem những cái cầu thủ gọi là huyền thoại ném ở trong NBA ấy, dụ như là Jordan này, Kobe này, Curry đương nhiên rồi. Thì những cầu thủ đó là luôn luôn đưa cơ thể của mình vào cái trạng thái thăng bằng nhất có thể của họ, rồi sau đó sử dụng cổ tay và họ vẩy. Đó. Còn toàn bộ cơ thể từ phần thân trên, thân dưới người ta trừ cái tay ra là người ta sử dụng để giữ thăng bằng cơ thể, chứ người ta không sử dụng toàn bộ cơ thể để mà người ta tạo lực nhiều đâu các bạn. Ở cái bài tập này ấy, chúng mình sẽ tập trung rất nhiều vào cái việc là vẩy cổ tay. Chúng mình sẽ đứng lò cò bằng một chân, cố gắng giữ thăng bằng. Khi mà mình đứng bằng một chân lò cò này ấy, thì mình sẽ không cố gắng bật lên thật cao để mình ném, mà mình sẽ chỉ tập trung vào cái việc giữ thăng bằng cơ thể bằng cái chân đó và tạo lực chủ yếu bằng cổ tay thôi. Đối với các bạn mà chưa thực hiện được bài tập này, khi đứng ở vị trí ném phạt, các bạn hoàn toàn có thể đứng gần lại để có thể thực hiện cú ném nhiều hơn. Lưu ý mình một điều, đó là khi tập luyện chúng mình phải tập trung vào cái mấu chốt của bài tập. Thì ở bài tập này ý nghĩa của nó là tập cho các bạn thói quen vẩy cổ tay, chứ nó không phải là bài tập các bạn tập trung vào cái lực quá nhiều. Cho nên là đừng nghĩ đến cái việc nhảy nhiều là một, đừng nghĩ đến cái việc làm sao ném được xa là cái thứ hai. Như thế các bạn đang đi lạc với cả bài tập. Nhớ tập trung vào cái việc vẩy cổ tay và cái thứ hai là giữ thăng bằng, chỉ có như thế thôi. Cho nên là cho dù các bạn có tập ở những cái vị trí gần nó chưa ra được đến vạch 3 điểm, hay thậm chí nó chưa ra được đến vạch ném phạt, thì các bạn cứ bình tĩnh tập từ gần cho tới xa, đến khi nào cái tay các bạn có cảm giác thật là tốt, cái chân các bạn giữ thăng bằng thật là tốt, thì lúc đấy các bạn sẽ dần dần tiến bộ và các bạn có thể đi ra xa hơn. Kỳ bài tập này đó là giữ được thăng bằng sau khi các bạn ném xong, các bạn vẫn có thể hoàn toàn đứng được bằng một chân. Và ở bài tập cuối cùng thì mình sẽ giúp cho các bạn lấy được cái form ném sau khi các bạn đặt trụ và thực hiện ném một cú ném hoàn chỉnh ấy. Trước khi các bạn vào cái tư thế chuẩn bị ném ấy, thì luôn luôn mình sẽ phải vào nhịp và mình đặt chân trụ. Nó sẽ luôn luôn có hai kiểu đặt chân trụ mà các bạn cần phải lưu ý. Kiểu thứ nhất đó là drop, mình hay gọi tiếng Việt nó là đặt trụ 1-2 ấy, nghĩa là từng chân đặt một. Và cái kiểu đặt trụ thứ hai đó là jump stop, hay chúng mình còn gọi tắt là đặt trụ kiểu hop. Nó đều có những cái lợi riêng và nó cũng đều có những cái điểm yếu riêng. Thì đương nhiên chúng mình sẽ phải tập cả hai cái kiểu footwork này. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng bất cứ cái chướng ngại vật gì để các bạn đặt làm một cái mốc để các bạn tập. Cố gắng là mình duy trì một cái mốc đấy, đến khi nào mình ném mình cảm thấy thoải mái ở cái mốc đấy thì mình hãy ra những cái vị trí khác.
và cố gắng là càng có nhiều cái mốc các bạn tập thì các bạn sẽ càng ném dễ trong trận đấu. Tại vì trong trận đấu nó sẽ không chỉ ném ở 90 độ, không chỉ ném 45 độ, không chỉ ném ở 0 độ đâu, mà nó sẽ ném ở những cái góc rất là dị dị, nó hơi lai lai giữa 45 với cả 90 một tí đó. Cho nên các bạn phải tập hoàn toàn ở mọi cái góc đấy, các bạn mới ném ổn định trong trận đấu được. Bài tập này, một đập vào drop sang bên phải hoặc drop sang bên trái. Và nhớ là sau khi đặt trụ, các bạn phải vào được cái form ném như cái form mà các bạn vẫn thường tập. Sau cú dứt điểm đấy, cố gắng là giữ cơ thể mình ở trạng thái thăng bằng nhất có thể, có nghĩa là ném ở đâu, cố gắng tiếp đất và duy trì follow through ở ngay cái vị trí đấy. Đừng có bị nhảy sang hai bên, đừng nhảy sang phía trước, sang phía sau. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với cả động tác hop, thì cũng tương tự như thế. Ở động tác hop, chúng mình sẽ cần có một bước đà và một bước hop. Thì ở đây mình sẽ lấy chân inside để mình step u sang một trong hai bên. Nhớ là khi step u các bạn đi sang bên nào, các bạn phải dùng chân phía bên kia. Các bạn hãy lưu ý, đây là bài tập để cải thiện form ném của mình. Nhớ một điều, cải thiện form ném thì khi mà các bạn đã có được form ném rồi thì lúc đấy các bạn mới bắt đầu tập đến những cái bài để tăng hiệu suất ném của mình. Mình biết là nghe nó hơi bị linh tinh một tí, nghe nó kiểu hơi hơi giống nhau ấy, nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà cơ thể các bạn đã ra được một cái động tác tốt rồi thì lúc đấy mình mới bắt đầu tập để làm sao cho cái động tác đấy nó có được một cái hiệu suất nó tốt được. Giống như cái việc là đầu tiên các bạn phải biết đi đã, rồi sau đấy các bạn mới bắt đầu tập chạy. Khi các bạn biết chạy rồi, các bạn vào những cái bộ môn nó gọi là có cái tính chuyên biệt ấy, thì các bạn mới bắt đầu tập đến những cái footwork chuyên biệt. Chứ không phải là ai biết chạy rồi cũng phải là cái người có những cái footwork tốt luôn. Cho nên là các bạn cứ hình dung cái việc tập form ném nó cũng y hệt như thế. Đầu tiên là mình phải có form ném của mình đã, form ném của mình nó phải ổn định đã. Có nghĩa là lúc nào ra tay, cơ thể mình nó cũng phải được như thế. Lúc nào ra tay, cái tay mình nó cũng phải được như thế. Rồi tiếp đến là mình mới bắt đầu tập để làm sao cho cái hiệu suất của cái form đấy nó tốt lên được. Chứ nếu các bạn chỉ chăm, các bạn nghĩ đến hiệu suất luôn ấy, thì đấy là một cái cách tập sai và nó sẽ không thể nào ổn định lâu dài được. Và mình hy vọng là ba cái bài tập này có thể giúp cho các bạn cải thiện được cái form ném để bắt đầu cái hành trình mà chúng mình cải thiện được hiệu suất ném rổ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ nhấn like, subscribe kênh của mình. Chia sẻ video cho bạn bè, đồng đội để bạn và các bạn của bạn có thể tiến bộ hơn với cả kỹ năng ném của mình, đi nhiều điểm hơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.